Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyến xe buýt đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới sân tập tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dubai lúc này không còn nóng như chúng ta từng hình dung vì buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam, buổi tập đầu tiên diễn ra vào buổi tối lúc 19 giờ. Tất nhiên là đội sẽ di chuyển đến sớm hơn. Những gương mặt rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta. Dụng Quang Nho, bác sĩ Choi Yu Jung. Và chúng ta sẽ thấy đội đang đến với sân tập mang tên là Dubai Police. Đây là sân tập của câu lạc bộ Dubai Police, rất là hiện đại. Và là chúng ta sẽ thấy mặt cỏ đẹp long lanh như ở giải ngoại hạng Anh. Chúng ta sẽ thấy ba trung vệ rất là quen thuộc khi cần đá với nhau, đó là Thanh Bình, là Bùi Hoàng Việt Anh và là Phan Tuấn Tài. Và đây hình ảnh thú vị. Mập lắm rồi. Đó, các bạn có nghe thấy không? Dụng Quang Nho nói rất rõ là mập lắm rồi. Tuy nhiên body của Dụng Quang Nho rõ ràng là rất chuẩn. Huấn luyện viên Gong Ho Kyun bước vào chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á với chuyến tập huấn được đánh giá là có chất lượng tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại đây thì ông sẽ cùng với các học trò của mình có khoảng 3 ngày tập luyện. Sau đó vào ngày 28, đội sẽ đá trận giao hữu với đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta cùng nghe khí thế quyết tâm của đội U23 Việt Nam dưới một chiều đại mới. Và chúng ta chuẩn bị chứng kiến điều bất ngờ đầu tiên từ phong cách huấn luyện của huấn luyện viên Gong Ho Kyun. Đó là những buổi tập của U23 Việt Nam sẽ ngập tràn trong bầu không khí của âm nhạc. Và đây, các cầu thủ sẽ có những bài tập theo tiếng nhạc sôi động. Chiếc loa Bluetooth. Thực ra thì việc tập theo tiếng nhạc sôi động cũng không phải là một điều gì quá mới mẻ. Tuy nhiên với những cầu thủ trẻ U23 Việt Nam của chúng ta thì bây giờ mới được tiếp cận với một huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì không áp dụng điều này. Nói chung là với những bài tập với âm nhạc sôi động và với những cầu thủ trẻ thì điều đó cũng rất quan trọng để giúp cho các cầu thủ có được sự sảng khoái. Nhất là rất nhiều cầu thủ đã tập trung dài hơi và đã trải qua một quãng thời gian đá SEA Games căng thẳng. Không có gì bất ngờ thì Văn Toản sẽ vẫn là thủ môn số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam. Cùng với đó, cơ hội cũng sẽ được trao cho Quan Văn Chuẩn. Và đặc biệt đây là Đặng Tuấn Hưng, áo số 52. Chúng ta thấy là âm thanh trong những buổi tập của U23 Việt Nam cũng là tương đối sôi động và thích thú. Huấn luyện viên Gong Ho Kyun trong buổi tập đầu tiên, gần như là cơ hội đầu tiên mà ông có dịp để giáp nối 14 cầu thủ vừa giành huy chương vàng SEA Games với 11 cầu thủ đã cùng ông tập trung trong vòng khoảng một tháng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Và chúng ta sẽ thấy là cách mà ông chỉ đạo các trung vệ của chúng ta thì chúng ta hình dung phần nào được hệ thống chơi với 4 hậu vệ của U23 Việt Nam sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo không còn là người dẫn dắt nữa. Huấn luyện viên Gong Ho Kyun hướng dẫn tương đối kỹ đối với vị trí của Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Rất có thể đó sẽ là hai trung vệ đá chính bên cạnh hai hậu vệ biên. Chúng ta thấy thiên hướng là Bùi Hoàng Việt Anh như thường lệ sẽ vẫn đá bên phía phải, còn Thanh Bình đá bên phía trái. Có lẽ đây chính là hệ thống mà huấn luyện viên Gong Ho Kyun sẽ phải dành nhiều thời gian để uốn nắn và nhắc nhở nhiều nhất. Do đây là buổi tập đầu tiên có sự kết hợp với những cầu thủ đã vô địch SEA Games nên huấn luyện viên Gong Ho Kyun chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu gồm những cầu thủ mới tập trung của ông, đó là những cầu thủ đã
có cả một thời gian rất dài hiểu triết lý của Liên minh Park Hang-seo. Và ông tranh thủ giai đoạn này để hướng dẫn các cầu thủ thực hành theo những sơ đồ, những triết lý mới mà ông xây dựng. Còn nhóm những cầu thủ đã tập cùng ông từ trước thì sẽ tập riêng. Chúng ta thấy rất là rõ ý tưởng của huấn luyện viên Gong Ho Kyun. Đương nhiên là Lý Công Hoàng Anh, Huỳnh Công Đến sẽ là những cầu thủ ở tuyến phòng ngự, nơi mà họ sẽ hỗ trợ nhiều cho hai trung vệ và cùng với đó sẽ tham gia vào những tình huống tấn công. Mặc dù đang tập huấn ở Dubai nhưng trang thiết bị cho các cầu thủ cũng là tương đối tốt. Sau khi tập thì các cầu thủ được ngâm trong đá với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Choi Joo-jung. Phần này chỉ dành cho những cầu thủ vừa đá SEA Games thôi, vì họ vừa phải trải qua một giai đoạn thi đấu với cường độ rất là cao. Các bạn có thể thấy không, ở Dubai mặt cỏ quá đẹp. Mặt cỏ quá đẹp. Và sau đó thì những cầu thủ đã không đá nhiều SEA Games tập trung cùng nhau để thực hiện những bài tập của huấn luyện viên Gong Ho Kyun. Nhìn chung cho đến lúc này mọi thứ tại Dubai là rất thuận lợi với U23 Việt Nam. Và xin được nhắc lại, vào ngày 28 tháng 5 đội sẽ có trận giao hữu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày 29 di chuyển sang Uzbekistan, ngày 2 đá trận đầu tiên gặp U23 Thái Lan.